Ở loa Mỹ thì vẫn nhỉnh hơn loa Nhật ở một cái đẳng cấp. Và đây em về được một cặp loa cành bố zin hết, tất cả là nguyên bản hết, và thùng là thùng gỗ lạng. Loa sở hữu là một bát 32-33 cm các bác, một lỗ thông hơi phía trước và một chép mic giấy. Loa này các bác nghe nhạc 75 cũng như là nghe bre và ghép bằng cối nghe rất là tuyệt vời. Giá là 18.500.000. Loa rất là đẹp, mời các bác xem. Đây là ống thông hơi. Đây, các bác thấy loa chép này. Đấy, chép giấy huyền thoại. Các bác thấy độ mới của nó. Và loa bass này. Gông còn rất là trắng. Màn giấy rất là đẹp nha các bác. Rồi, đây là phía trên của cặp loa. Bác nào yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em Chiến nhé. Giá là bao gồm phí ship là 18.500.000. Loa cực đẹp nha các bác. Các bác có những con âm ly receiver hay là những dòng bán dẫn cổ thì các bác ghép với loa này để nghe nhạc vàng. Những dòng loa này cho ra chất âm mềm, nhẹ nhàng, các bác nghe lâu không bị đeo đầu hay là nhiều tình trạng khi lâu thì khá mệt, thì những cặp loa này nó thể hiện rất là nhẹ nhàng nha các bác. Tiếng mộc mạc, đúng chất thời năm 75. Rồi, quay phía bên này. Loa này là full tự, cũ từ Adico nha các bác, chứ không phải là từ Fabric đâu, từ Adico. Nên là các bác ghép đèn là ghép những dòng âm ly cổ, chỉ cần công suất là 10W trở lên là có thể là khai thác cũng như là trải nghiệm em nó tuyệt vời rồi, không cần công suất lớn đâu. Tại vì những dòng Adico thì nó không cần công suất lớn. Thì phía sau nó sẽ có trạm loa và cái vi tinh chỉnh giải mic và giải trep. Trùng vách thì đẹp keng nha các bác. Này, đây logo Lancer 99. Đây là trạm loa, đây là vi tinh chỉnh. Loa rất đẹp, các bác thấy góc cạnh đẹp keng nha. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn các bác ở video tiếp theo. Bác nào lấy và chốt cặp loa này thì alo cho em. Cọc tiền thì các bác cọc khoảng 2 triệu nha. Còn bao nhiêu thì em gửi hàng tới nơi cho các bác. Hay là chiên con đũa thì em sẽ bớt 300 ngàn. Âm ly Aquafy Y301 nha các bác. Cực đẹp. Nói chung là hàng đấu mạng về, các bác thấy đồ đẹp đó nha. Đặt tiêu chí các bác sưu tầm và có thể trưng bày trong phòng khách nè. Hoặc là mua tặng cho ai đó, tặng ví dụ như là tặng cho người rất là yêu thích những cái này, hoặc là giám đốc hay là bố mẹ vân vân. Vừa rồi thì em cũng có rất là nhiều anh em mua tặng bố hoặc tặng giám đốc. Đấy. Những con này rất là đạt tiêu chuẩn nha các bác. Những cái nấm này thì nó có cái ốc lục giác nên là chúng ta không có rút được, những cái này là không có rút nha, không có lục giác thì rút có được nha. Và đây là ốc lục giác đây. Đấy. Đây là phía trên là cái phần nhận tín hiệu đầu vào này. Đấy, chúng ta ấn nha. Còn đây là low net 3 cấp độ đây, nó là ầm ở đây. Mono scale này. À, chế độ bass chép này các bác. Hai cầu loa AB A+B. Để trưng dòng này là mạc bằng gold, rất là mới nha. Con này giá 245. Với tầm tiền này các bác tìm con nào mà để đánh qua được con Y301 thì cũng hơi khó. Tại vì chất âm của Aquafy thì ở tầm này, thì con này được trang bị low net 3 cấp độ lực. Các bác chơi dòng loa JB Bass 30. Nếu 4312 441 dòng 4412 A vân vân hay là 4312 MK2 vừa nghi vừa trưng bày thiền đẳng cấp, hay là dây nguồn của nó nha các bác, dây nguồn theo máy luôn, rất đẹp luôn, vỏ gỗ thì đẹp tuyệt vời rồi. 24.500.000 là em Chiến bao gồm phí ship nha. Chiến khoản đủ đối với con này em sẽ bớt cho các bác là 300 nha, nghĩa là cái tiền phí thu hộ em trừ phần trăm 1% ra em và cho các bác luôn. Còn nếu cọc tiền là cọc 2 triệu trở lên thì phí tu hộ là 1% nha các bác. Ví dụ như là các bác cọc 2 triệu thì nó còn 22.500.000.
thì em sẽ tính đâu đó thì là 1% nó khoảng là 220.000 gì đó, nhưng mà tính vào khoảng 200 đi, nghĩa là phí thu hộ là nó phát sinh thêm 200, còn nếu các bác chứng khoán đủ thì em sẽ bớt lại cho các 300, là còn nghĩa là 24.200.000 là cục máy này đã bao gồm phí ship rồi. Đây, nhảy nguồn cho máy nha, cắm vào đây chạm loa AB A+B mới tinh. Những đặc trưng ở những dòng Agufi thì bánh tiếng lực các bác, từ series Y là 202 là đã phê rồi, đến đầu 3 301 này tuyệt vời. Mạch là bằng gold, trưng bày nữa, ngắm nghía phòng khách rất là đẳng cấp. Rồi thì về đồ đẹp xung quanh thì nó quá tuyệt vời rồi, đi vào bên trong luôn nha các bác. Bác nào có yêu thích con này thì alo cho em nha, nhớ 245. Vâng, các bác thấy đẹp phê, rất đẹp nha, phần mạch âm sắc đây các bác. Đối với con i301 này, công suất nó sẽ nằm phía dưới, nên các bác nhìn trên này là chỉ nhìn được cái độ đẹp của cái tăng phô này và tụ nha. Đã đến dòng 3 thì đã chạy nguồn xuyến rồi các bác. Nguồn xuyến là những cái dòng âm ly lớn, họ trực trang bị nguồn xuyến nha. Đầu 2 thì nó vẫn chạy nguồn thường nha, đây là đầu 3 chạy nguồn xuyến. 24.500.000 các bác đã có một âm ly Aquafay lần lấy và cũng như là chất âm nó tuyệt vời rồi. Rồi cái này thì không cần xem phía dưới, 301 là phải xem phía dưới nha các bác. Những cái sản phẩm này là em kiểm tra rồi, kỹ lắm, em là tiện hàng khá là kỹ nên các bác mua hàng em cũng khá là yên tâm, và cũng làm video thì cũng que luôn cho các bác cùng xem luôn, để các bác xem mình có lý thuyết nha các bác. Nhiều bác thì cũng chưa biết nó như thế nào thì các bác xem qua video này, nếu có gần gần thì mình có đi xem mua hàng thì có thể mình xem hàng được nó chạy cái gì. Nhiều lúc các bác cũng không phải mua ở đây, nhiều gần gần các bác có thì có thể chạy qua lấy, hoặc là thích yêu những sản phẩm này thì muốn ủng hộ kênh của em thì có thể liên hệ cho em và sở hữu những cái sản phẩm mà em đã giới thiệu đây. Thì con i301 thì chúng ta xem phía dưới nha, nó chạy vẫn là 8 sò xanh đen lần lẫy của Aquafine. Phía dưới nó sẽ có được 6 ông tụ nữa, trên 2 ông tụ chính, dưới là 6 ông tụ. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em nha, 245 bao gồm phí ship. Con này mới về chiều nay với chung với con i303 thì 32.500.000. Nhưng mà ở phân khúc cái tầm tiền mà trên 20 này dưới 25 thì con này rất là đáng chơi, nó bánh hay. Con DB những dòng các bác chơi tăng noi những bánh 30 á, con này tuyệt vời lắm. Đây, đấy, đây là phần công suất, còn đa số nằm ở dưới đây. Đây là hai tổ chính nó nằm ở trên này, cái to này các bác thấy đấy. Còn đây là cái phần chuyển điện này, chuyển cầu điện này, chạy 4 cọc nhưng mà cái này phải đưa thợ đo mình mới chuyển cầu được. Nó kiểu là chuyển điện thủ công chứ không phải là chuyển điện kiểu mà rút cái jack như những model khác. Đây, xe con tụ nhỏ này. Đây là phần bo mạch này các bác. Đấy. Và phần công suất nó sẽ chạy là đó. Mỗi vế là 2 xanh 2 đen nha, 2 xanh 2 đen. Đây là những cái keo tản nhiệt này các bác, keo thoát nhiệt. Và trên những cái sò này đều có. 2 xanh 2 đen cho mỗi vế. Các bác thấy trên sò này. Đấy. Mộc mạc nha. Bác nào lấy thì alo liền cho em nha. Rồi thì nói chung là nó rất là đẹp, tất cả zin đét hết. Giá 245, bác nào chốt thì alo cho em, ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.